Lãnh đạo cuộc đảo chính ở Myanmar, Min Aung Hlaing, phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của tân chính phủ ngày 2 tháng 2, rằng không tránh khỏi việc quân đội nắm quyền sau khi những phản đối của quân đội về bầu cử gian lận hồi năm ngoái bị bác bỏ, theo cơ quan thông tin của quân đội. Quân đội chiếm quyền hôm 1 tháng 2 và lật đổ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi. Ông Min Aung Hlaing được trích lời nói rằng con đường này là không tránh khỏi. Ông tuyên bố, chúng tôi cần phải leo lái đất nước cho đến khi nào chính phủ kế tiếp được thành lập sau cuộc bầu cử sắp tới, và rằng trong tình trạng khẩn cấp hiện nay, cuộc bầu cử và cuộc chiến chống COVID được đặt lên hàng ưu tiên.